Alcohol thì được định nghĩa là hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ mà có nhóm OH đính vào carbonyl là alcohol. Đúng không? Thế ở đây bắt đầu là chúng ta sẽ đi xây dựng các cái công thức tổng quát của alcohol. Đầu tiên là alcohol no đơn hả? Thế thì đầu tiên mình phải phân tích về cái cấu trúc của nhóm chất OH. OH các bạn nhìn chưa? Thế ở cấu trúc nhóm OH này ta sẽ thấy này. Nó có một O và không có pi nào. Đúng chưa? Với nhóm chất OH nó có một O và không có pi nào. Vậy các bạn nhìn kỹ nha. Alcohol no đơn hở. Để mọi thằng alcohol nó sẽ có công thức tổng quát là R OH tất cả x lần. Alcohol no là tương ứng với gốc R no. Được chưa? Gốc R no là gốc R không có pi. Đơn là tương ứng với một chức OH nhá. Đơn là tương ứng với một chức OH. Một chức OH thì tương ứng với đây, một chức OH đây, một O và không pi. Một O và không pi. Vậy tựu chung lại, alcohol no đơn hở ta sẽ có một O và K bằng không. Đúng chưa? Một O và K bằng không để ta thay vào công thức này. CN2N cộng 2 trừ 2 KOX. Một O và K bằng không. Vậy công thức tổng quát của alcohol no đơn hở sẽ là CNH2N cộng 2 O. Đây là công thức tổng quát nhá. Còn nếu các bạn muốn chia nhóm OH ra đây, thì bỏ một H ra thì nó chỉ còn là gì? CNH2N cộng 1 cũng được. Một H ở đây rồi. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Là kỹ thuật suy luận của alcohol no đơn hở. Và thực ra ở đây là thầy đang hướng dẫn chúng ta cách làm chậm thôi. Và thầy mong muốn rằng là những cái này nó chui trong đầu của các em, nó chui vào trong não của các em, để các em xem sao suy luận thật nhanh nhá. Những cái này phải suy luận thật nhanh, tại vì là đi thi người ta không hỏi những cái câu dễ ẹt như này đâu, người ta những hỏi những câu khó như này rất rất nhiều. Tiếp tục nào, các bạn xây dựng cho thầy nào. Alcohol no hai chức hở nhá. Alcohol no ba chức hở. Đấy, chúng ta cùng đi xây dựng. Tiếp tục là alcohol no x chức hở. Rồi, đầu tiên là alcohol no đơn chức, no hai chức hở. Rồi, ok, alcohol no hai chức hở, no không pi hai chức hai ô không pi. Vậy tổng cộng mình sẽ có 2O và K bằng 0. 2O. Nốt bài này được chưa? Ta sẽ có alcohol no hai chức mạch thở. Công thức tổng quát của nó sẽ là gì ạ? CNH2N cộng 2 O2. Ok nhá. Được chưa? Hoặc ta có thể viết là gì? CNH2N OH tất cả hai lần. Đấy, đấy là công thức của alcohol no hai chức mạch hở. Mất gốc. Thực ra kể cả những bạn có gốc cũng chưa chắc đã có thể mà xây dựng được hết tất cả các công thức tổng quát này. Đấy, mà cái phần này là phần quan trọng bậc nhất. Phải muốn các em phải nắm được, nắm vững được, nắm chắc được thì mình mới học chắc được cái phần kiến thức khoa học lớp 12 nhá. Tương tự nào. No không pi. Ba chức 3 ô. Đúng chưa? Không pi. 3 ô K bằng 0. Vậy nó sẽ là CN H2N cộng 2 O3 hoặc CN H2N trừ 1 OH tất cả 3 lần. Được chưa? Đấy. Giờ mình sang anh alcohol no x chức hở. Giờ mình sang anh alcohol no x chức hở. No vẫn vậy cũng không pi. X chức XO và không pi. Được chưa? Chức là chức OH. Alcohol thì chức của nó là chức OH. Vậy đây mình sẽ có là XO và K bằng 0. Về công thức tổng quát nó sẽ là CN H2N cộng 2. Đúng không ạ? OX. Hoặc mình có thể viết là CN
HN cộng 2 trừ x OH tất cả x lại. Đấy. Là ăn cô hôn no. X chữ khở. Chưa xong đâu. Chưa xong ăn cô hôn đâu. Các bạn đừng nghĩ thoát. Ăn cô hôn. Không no. Một nối đôi CC. Đơn. Họ. Thì sao nào? Ăn cô hôn không no. Một nối đôi CC. Đơn. Họ. Thì sao nào? Đấy. Hoài phết. Đây là những thứ mà chúng ta cần phải nắm vững em. Đây là những thứ chúng ta cần phải nắm vững. Thật vững nhá. Chúng ta phải nắm về cái phương pháp ấy. Không no một nối đôi CC là một pi. Đơn là một nhóm OH, một nhóm OH. Đúng không? Một nhóm OH thì có một O. Không pi. Vậy tiêu chung lại nó sẽ có một O và K bằng 1. Vậy công thức tổng quát là CN H2N O. Hay mình có thể viết là CN H2N trừ 1 OH. Thế nhá. Đến đây mình mới xong ăn cô hồn này.